Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về khu vực Bình Chánh nghe quý vị ha, khu vực Bình Chánh. Nói chung Bình Chánh thì quý vị và các bạn cũng nếu mà đã ở Sài Gòn thì cũng rất là rõ rồi. Đó, trước mặt quý vị đây là những cái khu nhà ở Bình Chánh này. Nó nằm trên cái quốc lộ 50 á. Quốc lộ 50, kiểu như cái đường liên tỉnh mà đi về Long An đó quý vị và các bạn. Từ đây mà mình đi vào trung tâm thành phố thì chắc cũng khoảng 15-20 phút hơn á. Đó, chạy theo con đường quốc lộ 50 để về Võ Văn Kiệt, cái chạy về trung tâm quận nhất. Đó, trước mặt quý vị các bạn này, ui à, vị trí đẹp nha, vị trí đẹp, bán shop house, nhà bán, nhà cho thuê đầy, nghĩa là vị trí đẹp, ngon lành luôn. Đó, thiết kế ngon lành, quy hoạch đọc chiêu. Đó, đường xá đây, mở rộng quốc lộ 50 quý vị này. Đó, nhìn đẹp vô cùng luôn. Nhưng mà rao bán nhà, nhà bán treo bảng đầy mà vẫn không thành công quý vị các bạn. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh, ủng hộ Sài Gòn Camera. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Một vài hình ảnh để giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái dự án ở xã Phong Phú trên mặt tiền đường Trịnh Quang Nghị quý vị, Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú. Một cái dự án rất đẹp, nhà cửa một trệt hai lầu, ngon lành luôn. Nhưng mà nó đã hình thành từ năm 2017 rồi quý vị các bạn, hình thành từ 2017 á. Mà tới thời điểm này thì nói chung cũng khá phăng, người ta chào bán thì nhiều, người ta chào bán nhiều. Nói chung trên các cái sàn thì đầy, các bạn gõ vô đây cái là đầy, mặt tiền Trịnh Quang Nghị rồi này kia cái là đầy luôn. Đó, mời quý vị và các bạn đi thăm ha, đi thăm khu vực này ha. Nói chung đây thì giao thông ngon lành rồi, giao thông thuận tiện. Cái con đường quốc lộ 50 á, người ta mở rộng giống như là mấy làn xe luôn á, để đi về Long An, hướng Long An. Đó, trước mặt quý vị các bạn không, những cái dự án người ta có bảo vệ trận luôn rồi đó. Đó, nhưng mà những cái trục này là trục mặt tiền đường nội bộ rồi này kia, mặt tiền xuyên tâm rồi này kia, người ta để ha. Đó, những cái căn nhà đây thì nói chung trong các cái dự án thì những cái mặt đường trục chính á thì người ta sẽ ở nhiều hơn. Còn đi sâu vào trong các cái nhánh phụ thì nó ít, lý do là người ta không kinh doanh buôn bán gì được. Cho nên là nó ít cư dân. Đó, còn những cái trục chính thì nó cũng có một số để trống, nhưng mà cũng một số người ta đã ở rồi. Đó, thì đây là cái toàn bộ cái khu vực của cái dự án đây nè. Cái đường này là đường quốc lộ 50 mở rộng quý vị các bạn này. Người ta làm lớn lắm, mấy cái làn xe luôn á. Đó thì cái này là nó là cái xã Phong Phú. Đây đi ra con đường Nguyễn Văn Linh, đây đi ra con đường Nguyễn Văn Linh thì nó cũng gần thôi, không có xa. Đó, hai bên đây thì người ta hướng ra được cái quốc lộ 50 quý vị các bạn ha. Nhìn thấy nói chung cư dân nó thưa thớt á. Rồi người ta mở hàng mở quán ra. Không biết là bữa nay người ta đang nghỉ Tết hay sao mà bây giờ cư dân kiểu này thì cũng ít đấy quý vị, cư dân kiểu này cũng ít, người ta bán cho các anh em công nhân đồ này kia thôi. Đó, khu vực này là cũng có cư dân rồi ngang, cũng có cư dân, cũng có trường học đồ này kia rồi đó. Nói chung là tiện ích thì nó cũng còn thiếu một chút đỉnh thôi, nhưng mà trường học rồi có rồi quý vị các bạn này. Đó, khu này là khu dân cư, cũng thuộc trong dự án Phong Phú. Một phần ha, một phần trong dự án Phong Phú này. À, còn những cái dãy nhà mà quý vị các bạn chút xíu đi thăm đó, những nhà đó người ta thiết kế bài bản đẹp, nói chung đẹp. Người ta quy hoạch vị trí tốt. Nhưng mà không hiểu sao mà cư dân thì khó. Thì nói chung nhìn chung nó cũng vậy thôi. Người ta đã mua 2-3 năm từ 2017 mà là đỉnh điểm của bất động sản đó, 17, 18 và 19. À, rồi sau khi bị dịch thì bắt đầu nó đứng tới giờ. Cho nên là 2017, 2018 đúng là đỉnh. À, nghĩa là nó sốt nóng lắm, cái thị trường
giá cả nó phụt lên tới đỉnh luôn. Và nhiều người cũng thất điên bát đảo, có được ít tiền xong rồi vay mượn, vay mượn cứ nghĩ là sẽ lướt sóng được, sẽ đầu tư được và mua. Đó, bây giờ là mua xong rồi cái mấy năm nay cái nó trầm lắng một phát, cái là vừa gồng gánh trả lãi, trả vốn, trả gốc, trả lãi, điêu đứng luôn, có nhiều người phá sản. Gia cửa, nhà cửa thì chào bán cắt lỗ, chào bán xả hàng. Rồi coi như là tìm cái người mua mà phải nói là đỏ mắt luôn quý vị các bạn. Đó, đây là cái mặt tiền đường quốc lộ 50 này quý vị nè, cái đường 50 mở rộng luôn đó. Đó, người ta treo biển bán nhà bán đồ nhiều, khá nhiều. Đây là kiểu dạng shop house đó, người ta để buôn bán. Đó, đầu tư vào đây cũng khá tiền. Nói chung mà vay mượn ngân hàng các đóng nợ của việc kiểu như vay mượn ngân hàng bây giờ gồng gánh giết cả đóng nợ, nhiều người buông xuôi luôn. Đó, những cái nhà như thế này là toàn nhà đầu tư không à, nhà đầu tư không, người ta đâu có ở đâu, không, người ta không ở. Đó, đây bên kia đó, cái quốc lộ 50 ra ở giữa, vị trí đẹp lắm, vị trí vô cùng đẹp, đường xá rộng rãi ngon lành. Đó, bây giờ quý vị và bạn nhìn thấy cỏ rác lên không, đây là khu vực Bình Chánh nha quý vị ha. Thì quý vị biết đâu cái dự án này á nó ra đời từ 2017 á, và nó khoảng 897 căn, tùy theo cái diện tích 515, 516 rồi 715, 716 tùy theo. Đó, quý vị các bạn nguyên cái trục nó một hai nhà ở thôi, một hai nhà ở còn nhiều vậy đó, phần đất đó, người ta xây một trệt hai lầu. Hiện tại người ta chào bán một căn như vậy, tùy theo cái vị trí và tùy theo chừng cái chủ nhà người ta cắt lỗ cắt lãi như thế nào đó, thì cũng có người chào 6 tỷ 2 một căn, có người chào 7 tỷ 3 một căn, nghĩa là bình quân khoảng 80 triệu trên dưới 80 triệu một mét vuông. Có ví dụ như một căn nhà 80 mét vuông thì người ta cũng chào 6 tỷ rưỡi. Đó, có người thì chào 7 tỷ 4, chắc là cái vị trí nó đẹp đó quý vị, mà nó vô chừng lắm. Đây thì cho thuê này quý vị này, nó vô chừng lắm. Nói chung thì người ta kẹt, người nào kẹt nhiều thì bán rẻ, mà người nào kẹt ít thì bán vừa vừa, kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu quý vị săn hàng thì nhiều, bây giờ vô số kể, mấy năm nay rồi người ta bán không có được luôn. Đó, những cái căn nhà vị trí ngày xưa mặt tiền đường ha, những cái dự án mà mặt tiền đường ngon lành người ta hốt liền luôn, bây giờ là kiểu như là cho không thay thèm lấy. Có tiền thật sự thì mới mua được, chứ còn đầu tư kiểu lướt sóng này, kiểu mua xong rồi để đó một vài năm bán thì bây giờ là te tua. Mấy hôm nay là cứ tháng nào khỉa lại tháng đó, ngân hàng tới tháng là khỉa thôi. Phải nói là khỉa đó, không khỉa là không được ha, không khỉa là không được. Cứ một tháng vậy là 1 tỷ là 10 triệu thôi bình quân. Bây giờ lãi suất thì giảm rồi, giờ lãi suất nó cũng giảm rồi, mà không biết là người ta có điều chỉnh lại được cái tiền vay hay không, chứ lãi suất kỳ này thì giảm. Chứ cách đây vài tháng là cứ 1 tỷ là 10 triệu. Bây giờ khoảng 1 tỷ 5-6 triệu gì đó, đại khái vậy đó. Mà người ta gồng gánh từ 2-3 năm nay rồi thì quý vị biết cỡ nào không? Nội tiếp lo chạy tiền ăn không? Công việc thì nó không có không? Lo chạy tiền ăn không? Gần đủ mệt rồi, bây giờ các tiền lãi nó gồng gánh. Mà nhìn một cái đống tài sản nó nằm đó, nhà cửa đất đai nằm đó không quý vị thấy đó, cái trục đường thấy đã không đó, đường này là đường nhà nước làm luôn đó, quốc lộ 50 mà thông suốt vậy đó, hai bên là đất nhìn ra mặt tiền đường. Nhưng mà mình nói với quý vị các bạn rồi đó, cái tình hình mà cái đường càng co đó, người ta càng chạy phà đó, trên các cái tuyến đường lớn vừa rồi quý vị các bạn thấy đó, mình quay cũng khá nhiều dự án, đường càng lớn thì người ta chạy càng nhanh, ít ai dừng lại lắm. Trừ trường hợp ví dụ như trong cái đường song hành này nè, các quý vị các bạn mà buôn bán mà có một cái hàng hóa gì ngon lành, tiếng lành đồn xa thì người ta ghé. Chứ còn mà bình thường không có cái gì đặc trưng á là người ta chạy luôn. Đó, cho nên mặt tiền đường người ta sau này á, người ta bán thì rất là mắc, nhưng mà không biết đầu tư khai thác cái gì, cho nên là thời điểm này là cái nhà mặt tiền á
ôm hận. Mình phải nói không biết sau này nó đảo chiều như thế nào, chứ bây giờ là rất là khó khăn đó quý vị các bạn. Khó mua, khó bán, đâu ai thuê đâu, không ai thuê. Mà cái giá trị của nó đó thì cao hơn các cái khu nhà ở trong lô. Đó, chứ bây giờ ví dụ các bạn thấy không, ở Bình Chánh này một căn 6 tỷ mấy, 7 tỷ. Đó, nghĩa là bình quân 70-80 triệu một mét. Mặc dù là đường xá nó ngon đó, vị trí nó tốt đó, nhưng mà nó nhiều quá. Và nói thẳng với quý vị các bạn thế này, mình cũng nói luôn á, những cái người ở nội thành rồi, người ta rất ít, nhiều người không muốn ra ngoại thành để người ta sống. Trừ trường hợp những nhà có điều kiện, người ta ra đây người ta mua 2-3 căn liền gì đó, ví dụ vậy đó, hoặc là một lô đất lớn người ta làm biệt thự, người ta về nghỉ dưỡng á, thì mình không nói. Còn mà những cái người dân mà có nhu cầu thật sự là ở, mà người ta đã ở nội thành rồi, ít có ai mà chịu ra ngoại thành lắm. Mình thấy có những người bạn ở quận nhất không, ở trong một cái chòi, phải nói trong cái chòi luôn đó, trong một cái phòng 2-3 thế hệ được 20 mét vuông, kêu bán đi để ra ngoài kiếm một miếng lớn hơn, tại vì trung tâm quận nhất mà đủ kiếm một cái căn nhà ngoài thành thôi, ra nó xa lắm. Đó, đó là cái tâm lý chung, đó là những câu chuyện có thật quý vị các bạn. À, cho nên quý vị thấy không, đường xá rất là rộng, quy hoạch ngon lành, nhà cửa khang trang đó, mà kêu bán hoài, năm này qua năm khác luôn, gồng gánh luôn. Đó, hai bên con đường nằm giữa đẹp ghê không, quý vị thấy cái dự án đẹp ghê không, đường quá đẹp, nhất là cái căn góc đẹp quý vị các bạn, thật sự rất là đẹp luôn đó. Đó, trong đây là một cái khu, một cái cụm này bảo vệ canh gác 24/24 đây quý vị. Đó, còn đây là những cái dãy nhà quý vị thấy không, quỹ đất thì còn bao la luôn, đất còn bao la. Đó, Bình Chánh mà, Bình Chánh đất đai rộng rãi, ngày xưa cũng đất ruộng đất rẫy không, bây giờ là đất thổ cư, nó làm nhà lên quá trời. Đó, và cư dân nào về đây thì mới là một cái vấn đề nan giải. Đó, quý vị thấy nguyên giải luôn, treo bảng bán nhà, bán trệt 2 lầu, trệt 3 lầu luôn chứ, 1, 2, 3, đúng rồi, trệt 3 lầu, ui à, quý vị thấy nhìn đẹp, liền kề, không gian thoáng mát. Đó, mà người ta chào bán trên dưới 80 triệu quý vị, trên dưới 80 triệu á. Đó, toàn là người đầu cơ không à, người đầu cơ. Những cái mình nói rồi, những cái trục đường đẹp toàn người đầu cơ, người ta mua để người ta bán lại mà. Đó, ai về 2-3 năm nay nó đứng ngắt luôn. Không biết tình hình nó sẽ như thế nào trong 2024. Thì cũng có nhiều cái tiến triển đó quý vị các bạn. Cái tiến triển thì vừa rồi trong năm 2023 đó, thì những cái căn nhà, những miếng đất, miếng đất ha, mà dưới 2 tỷ pháp lý rõ ràng, người ta giao dịch phà phà luôn, rất là nhiều người giao dịch. Còn mà trên 4 tỷ mà pháp lý không rõ ràng, hầu như cắt xả lỗ này kia là coi như rao riết ra ngoài, không ai mua. 4 tỷ đổ lên là khó bán lắm, chỉ có trong nội thành thôi, những người có nhu cầu thực sự người ta mua, cái giá nhà nó không có xuống, người ta vẫn có giao dịch, nhưng mà cái lượng người để mua á, thì nó ít, chứ còn nó vẫn giao dịch bình thường đó, quý vị thấy các bạn trước mắt không, cho thuê những vị trí đẹp mà cho thuê bán. Nhà giàu cũng khóc, nhà giàu cũng teo, nhà giàu cũng héo quý vị, không phải đơn giản đâu. 2-3 năm rồi, mình nói từ 2017, 2018, 2019 là coi như thị trường bất động sản nó nóng, nó hầm hập luôn, nóng sốt. Đó, qua xong rồi cái dịch Covid, thế là bắt đầu tới giờ này thì cái năm 2022 với 2023 là hai năm đó là hai cái năm mà phải nói tay tua nhất. Không biết là khởi đầu của 2024 thì tình hình như thế nào. Đó, thì trên đây Sài Gòn Camera đã mời quý vị các bạn đi thăm một cái dự án ở Bình Chánh ha, cũng gần thôi, đi về trung tâm quận nhất thì chừng khoảng 15-20 phút đi xe gì đó, ra Nguyễn Văn Linh, ra Võ Văn Kiệt. Đó, đây là đường quốc lộ 50, nó thông từ quận 8 rồi qua Long An, xuyên qua Bình Chánh, qua Long An. Đó là những gì mà Sài Gòn Camera đã cung cấp cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Chúc quý vị và các bạn luôn
đồng hành và ủng hộ Sài Gòn Camera, và dồi dào sức khỏe để sang một năm mới 2024 gặp nhiều thành công hơn. Một lần nữa xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.